Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Đường Nhân Đích San Chắc của tác giả Kết Sử 2. Tập 87. Chương 861, 23 năm Hàn Thiền. Từ Phật Quốc tới Quy Tư nhìn từ bản đồ chỉ có một đoạn ngắn. Trên quãng đường này chẳng ghi chú mấy ký hiệu, nhưng thực tế phải vượt qua mấy ngọn núi, mấy vùng hoang mạc với một sa mạc mới tới nơi. Nơi này gió cát đầy trời, nhiều nơi là đất phèn, đất mặt trắng phau bay vào mắt làm người lệ hai hàng. Vân Sơ cưỡi con ngựa Mận Chín đi đầu đội ngũ, vì giảm bớt lực cản của gió, y cúi rạp người xuống, thu hẹp diện tích tiếp xúc, dù một tay che trước mặt, nước mắt vẫn ròng ròng. Vân Na thu lại cái kiệu vai vô cùng trắng lệ của nàng, vì không thể khiêng cái kiệu lớn như thế đi trên địa hình này, nàng ngồi trên lưng lạc đà, gối đầu lên chân chắc mã mệt mỏi thiếp đi. Mỗi bước tiến lên là đều phải trả giá. Gió ở Tây Vực có lẽ sẽ thổi được tới Trường An, nhưng khi đó đã trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Gió thổi đi những chiếc lá cuối cùng, thổi sáo trúc phát ra tiếng vi vu êm tai. Mỗi lúc như thế, mùa đông của thành Trường An đã tới. Người dân phường Tấn Xương cho tới tận bây giờ vẫn không hiểu vì sao phải quét dọn vệ sinh vào thời tiết lá rụng, nhưng bọn họ vẫn kiên trì làm tới bây giờ. Hình như huyện Tôn chẳng bao giờ giải thích cho mọi người, giống năm xưa khi bắt mọi người tắm rửa sạch sẽ, huyện Tôn chỉ đứng ở cổng phường tay cầm một cái gậy. Dù sao mọi người thành thói quen rồi, người quét dọn dùng khăn quấn kín đầu, tay cầm chổi lớn đứng trong gió lạnh quét rào rào lá rụng chẳng bao giờ hết. Người quét dọn sau khi quét hết con đường, nhìn lại cả con đường lại trải đầy lá rụng, có điều kệ, đó là việc của ngày mai rồi. Bọn họ là người dậy sớm nhất trong phường, tiếp đó là tiểu Sa Di phụ trách mở sơn môn. Cửa sau của chùa Đại Từ Ân mở hướng về phía bắc, khi cửa mở ra, rất thuận tiện cho vị khách gió bắc vào. Đương nhiên bọn họ vào sẽ mang theo lá khô, cuối cùng đưa lá khô tới lầu chuông, đại hùng bảo điện, tàng kinh lâu, báo tin mùa đông cho các tăng nhân. Kiến trúc tận cùng phía bắc chùa là tháp Đại Nhạn, lá khô chẳng thèm để ý tới cái tháp, xoay quanh mấy vòng rồi đi. Huyền Trang đại sư mặc áo đỏ sậm, ngồi trên cái giường trúc lạnh buốt, ông sở dĩ từ Tê Vân tự trở về là vì ông gõ vỡ một cái mõ. Đó là chấp niệm của Huyền Trang đại sư, nay ông đã gõ vỡ rồi, lòng thoát khỏi khốn cảnh. Khi Huyền Trang đại sư gõ vỡ mõ, nói một câu oan nghiệt, lập tức mặc áo cà sa, không đi hài, chống trượng chín vòng đi chân đất tới thành Trường An, giống như lúc ông đi về phía Tây. Mới đầu chỉ có vài hòa thượng đi cùng, khi đến Khúc Giang, sau lưng Huyền Trang đại sư đã có tới cả nghìn người. Đợi Huyền Trang đại sư tới cổng thành Trường An thì người theo sau đã đông nghìn nghịt, còn có cả người tay cầm hương, đi một bước vái một cái. Hoàng đế Lý Trị mặc thường phục rời hoàng cung ngồi xe ra gặp Huyền Trang đại sư có cảm ngộ sao? Huyền Trang đại sư cười, thoáng, thấy một góc nhỏ, lão nạp lại như thấy cả thế giới, nực cười, nực cười. Đại sư thấy gì thế? Chim sắt bay trên trời, rồng sắt chạy dưới đất, người ở trên đó, không biết bị Thiết Long giam giữ hay là điều khiển Thiết Long. Lý Trị nhíu mày, đại sư có tới gần xem không? Lão nạp tới gần một bước, cảnh tượng lui một bước, lão nạp đi có năm bước mà cảnh đã biến mất. Đại sư có biết nơi đó ở đâu không? Huyền Trang đại sư thở dài, dưới kỳ Kiên Sơn, bên sông Nhược Thủy. Lý Trị trầm ngâm không nói, mời Huyền Trang đại sư lên xe. Đó là điều khiến đại sư hàn thiền bao năm sao? Huyền Trang đại sư gật đầu, ve mùa đông, cứ tưởng sinh mạng chỉ tính bằng tháng, không ngờ lại có con ve sống 23 năm. Có điều chẳng qua là thứ vô căn cứ thôi, lão nạp nhìn thấu, phải quay về với Phật rồi. Lý Trị tiễn Huyền Trang đại sư về chùa Đại Từ Ân rồi về cung, trên đường về mặt mang nụ cười giễu cợt. Vũ Mị biết tin, đợi sẵn ở trong Thái Cực Điện, thấy Lý Trị vừa về, vội vàng tới hỏi, bệ hạ, thiếp nghe nói Huyền Trang đại sư đã phá quan, phải chăng có giác ngộ? Lý Trị tới lúc này không nhịn được nữa, cười phá lên, chẳng qua là nghe nói Phật Quốc đã lập, lão hòa thượng không kiên nhẫn được nữa, tới chùa Đại Từ Ân để đợi Vân Na về thôi. Vũ Mị không tin, đại sư đâu tới mức đó. Lý Trị ngồi xuống sau bàn, dưới kỳ Liên Sơn, bên kia sông Nhược Thủy, có Thiết Long bay trên không, có Địa Long bò ngoằn ngoèo dưới đất. Đó là điều làm đại sư hàn thiền 23 năm. Hiển nhiên hắn chỉ coi là cái cớ của Huyền Trang thôi, cố tình nói huyền hoặc. Vũ Mị lại để ý tới cái khác, 23 năm, 23 năm. Bệ hạ đó không phải là tuổi của Vân Sơ sao? Thì ra là như thế, hi hi hi,
bệ hạ, trên đời có chuyện thú vị như thế, sao không uống một chén? Lý Trị cười gật đầu, có điều trước khi phu phụ họ uống rượu, hắn vẫn lệnh Tả Xuân điều tra kỹ khu vực dưới Kỳ Liên Sơn, bên sông Nhược Thủy. Đến tối được Ngu Tu Dung an bài, Lý Tư xách hộp cơm đi đưa cơm cho Huyền Trang đại sư, thấy bên trong đại điện chật kín hòa thương, vì chỉ có ít đèn tù mù nên bốn bể tối om. Chỉ có cái đầu chọc của hòa thượng phản xạ chút ánh sáng, Lý Tư men theo đó đi về phía Huyền Trang đại sư. Nó đi được một đoạn thì bị hòa thượng béo tóm lấy, ra hiệu cho nó im lặng rồi dắt tay nó ra khỏi đại điện. Lý Tư sợ lắm, may mà nó nhanh chóng nhận ra đó là Khuy Cơ đại sư. Khuy Cơ đại sư nhận lấy hộp thức ăn, thời gian tới đừng đưa cơm, Huyền Trang đại sư đang giảng pháp. Lý Tư thắc mắc, vậy lão hòa thượng không ăn cơm sao? Khuy Cơ đại sư cười, lão hòa thượng có ăn cơm, cơm của chùa Đại Từ Ân. Cơm trong chùa không ngon, cơm nhà cháu mới ngon, hôm nay cháu đưa tới cơm đậu mà lão hòa thượng thích nhất. Khuy Cơ đại sư xoa đầu nó, đưa nó rời chùa. Lý Tư về nhà thì cả nhà đều đang đợi nó trong sân. Chuyện Huyền Trang đại sư đi bộ về Trường An gây kinh động toàn thành, Vân gia xưa nay luôn được coi là có quan hệ nhạy cảm với ông tất nhiên càng chú ý hơn nơi khác. Mọi người thấy Lý Tư về liền súng cả tới hỏi chuyện, nghe nó kể lại một lượt, Ngu Tu Dung thất vọng lắm. Nghe người ở đó nói thì Huyền Trang đại sư một khắc trước còn đang gõ mõ tụng kinh bình thường, đột nhiên bốp một cái gõ vỡ mở, sau đó mặc áo cà sa về luôn. Không ai rõ là chuyện gì, Ngu Tu Dung lo lắng lẩm bẩm, không biết với nhà ta mà nói là chuyện tốt hay chuyện xấu. Thôi Giao mím môi nói, nếu quân hầu đúng là nhi tử của đại sư, phía đại sư có bất kỳ giác ngộ nào cũng là chuyện tốt. Ngu Tung Dung đau khổ nói, phu quân trước giờ luôn nói là không phải, kể cả trước mặt bệ hạ cũng phủ nhận rồi, hại chúng ta không thể quang minh chính đại hưởng phúc từ đại sư. Chú thích, trong chương này tác giả dùng hai từ hàn thiền, một là thiền trong tọa thiền của Phật, một là thiền là con ve sầu. Ve sầu sinh ra mùa hè, chết vào mùa thu, cơ bản không có cái gọi là ve sầu mùa đông, nên từ này mang nhiều ý nghĩa ẩn dụ về sinh mệnh ngắn ngủi, về thứ vượt ngoài tầm hiểu biết. Hết chú thích. Các bạn đang nghe chuyện Đường Nhân Đích San Trác của tác giả Kết Giữ Hai tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 862, Thái Tử và Lý Hoàng. Lý Hoàng tới Vân gia từ lúc sẩm tối, bình thường nó không tới Vân gia muộn như vậy, nhưng hôm nay là trường hợp đặc biệt, tới chủ yếu là để hóng tin tức. Nghe Ngu Tu Dung nói vậy thì tiếp lời ngay, sư nương, phụ hoàng và mẫu hậu khẳng định sư phụ là nhi tử của Huyền Trang đại sư đấy. Cái gì? Ngu Tu Dung cả kinh, nếu đế hậu nhận định như vậy thì không phải chuyện nhỏ, tay nàng muốn vặn nát cả khăn tay, vội vàng kéo Lý Hoàng vào phòng, bệ hạ và hoàng hậu nói sao? Lý Hoàng cười gian, hôm nay nghe tin đại sư có giác ngộ, phụ hoàng đi gặp, ta đợi phụ hoàng về mới đến hỏi chuyện. Tới Thái Cực Cung thì thấy phụ hoàng và mẫu hậu uống rượu, cười nói vui vẻ lắm, ta hỏi mới biết, Huyền Trang đại sư hàn thiền 23 năm là vì cắt đứt với thế tục. Huyền Trang đại sư còn ví 23 năm hàn thiền thành ve sầu 23 năm phá kén. Ý tứ là sư phụ như ve sầu mùa đông ẩn trong lòng đại sư 23 năm, giờ đã đột phát trái tim đại sư, biến thành ve sầu rồi. Vì thế đại sư đã được giải thoát. Thôi Giao hỏi vội, thế chẳng phải là Huyền Trang đại sư sẽ bỏ mặc quân hầu sao? Ông ấy thì được giải thoát rồi, để lại quân hầu một mình lẻ loi trên đời à? Ngu Tu Dung lườm Thôi Giao, cái gì mà một mình lẻ loi, chẳng phải còn ta, còn muội tử của chàng, còn đám con à? Lẻ loi đâu ra? Thôi Giao tu nho thuật, nàng ghét nhất là sự tuyệt tình tuyệt nghĩa của đám hòa thượng thì không phải lẻ loi, nhưng phụ tử tình thân. Sao có thể nói cắt là cắt, giác ngộ gì chứ? Chẳng lẽ vứt bỏ đi trái tim là giác ngộ? Chuyện này đám trẻ con không được tham gia, Lý Hoàng tất nhiên đã đủ tiêu chuẩn bàn luận rồi, ít người còn coi nó là trẻ con lắm, ta thấy cách làm của Huyền Trang đại sư cao minh hơn. Tuy đại sư không nói ra, nhưng trong lòng phụ hoàng, mẫu hậu mỗi lần nhắc tới sư phụ, hẳn nhớ tới đại sư. Đại sư là thế ngoại cao nhân có thể cắt bỏ, nhưng phụ hoàng mẫu hậu ta không nghĩ thế. Dù thế nào chuyện này sẽ củng cố vị trí sư phụ trong lòng phụ hoàng và mẫu hậu, nhất là mẫu hậu ta, người rất tin Phật. Ngu Tu Dung lắc đầu, cách nhìn này của Lý Hoàng chứa quá nhiều âm mưu, quá thế tục, nàng không tin Huyền Trang đại sư làm thế, chân tướng hẳn sâu xa hơn. Có lẽ người duy nhất có thể lý giải được là trượng phu.
Trời cũng đã tối, Lý Hoàng không tiện ở lại lâu hơn nữa chuẩn bị về nên gọi Lý Tư, phát hiện muội tử gần đây hình như xinh đẹp hơn rồi. Lý Hoàng tóm lấy muốn thơm một cái, Lý Tư ra sức phản kháng còn đá Lý Hoàng một cái. Thấy Ngu Tu Dung, Thôi Giao, Thôi Nương Tử nhìn mình chằm chằm thì ngượng ngùng buông Lý Tư ra, tiểu tư gần đây thêm xinh đẹp, sư nương đúng là biết nuôi trẻ con, nhắc tới chuyện xinh đẹp. Thôi Giao nhìn Lý Hoàng càng thêm bất thường, gần đây Hoàng hậu có bảo Thôi ra đại nương tử tiến cung, còn dặn mang theo vài nương tử xinh đẹp trong nhà, thái tử nhìn chúng ai rồi. Lý Hằng thoải mái nói, Thôi ra chắc không hy vọng gì đâu, mẫu thân ta rất coi trọng Bùi gia, còn nhắc tới một nữ tử tên Bùi Uyển Oánh. Ngu Tu Dung nhích người về phía trước, Bùi Uyển Oánh trông thế nào? Lý Hoàng cầm lấy quả lê trên bàn ngoạm mạnh, ai mà biết, mẫu thân ta nhìn chúng. Ngu Tu Dung hỏi, thái tử không quan tâm à? Người ta cũng coi trọng hai chữ thái tử thôi, là thái tử nạp phi, không liên quan gì tới Lý Hoàng. Lý Hoàng cứ như nói về người không liên quan vậy, chuyện này đã xuất hiện từ mấy năm trước rồi, bây giờ Lý Hoàng rất giỏi chia tách hai người ra. Đôi khi chẳng cần phải cố ý, chỉ cần gặp đúng hoàn cảnh là thái tử hoặc Lý Hoàng sẽ luân phiên xuất hiện hết sức tự nhiên. Thậm chí nó còn thử tiếp nhận một loại học vấn hai mặt, loại nào thích hợp cho thái tử thì để thái tử dùng. Mặt nào thích hợp Ngu Tu Dung nhìn bộ dạng lưu manh của Lý Hoàng chẳng giống vị thái tử ngoài kia đồn đại, đánh mắt cho Thôi Giao, nàng sợ đứa bé này cứ tách người làm hai thân phận như vậy sẽ điên. Thôi Giao khẽ lắc đầu, vì thái tử thường xuyên tới Vân gia chơi, nàng cũng chú ý tới hai tính cách trái ngược của nó rồi. Là tiên sinh giáo dục người, nàng đương nhiên tò mò về chuyện này. Khi nghiên cứu chuyện xảy ra trước kia của Lý Hoàng, nàng đoán, thời điểm xảy ra biến cố có lẽ là khi Lý Hoàng vô tình làm chết hơn 700 người nhà thái tử Tẩy Mã, trong đó có cả già trẻ lớn bé. Một đứa bé chưa tới 10 tuổi trải qua chuyện này, tính cách phân cực cũng không có gì lạ, giống như trượng phu nàng. Nếu không có tính cách cửu phì chống đỡ, e là sớm nổi điên. Thế nên chuyện này nói ra không hoàn toàn xấu. Lý Hoàng rốt cuộc trước khi đi kịp thơm vào má Lý Tư một cái, còn dùng cái miệng đầy nước lê của nó thơm sau đó cười ha hả chạy mất, làm Lý Tư la hét ầm ĩ, cuống cuồng đi lau mặt. Không còn việc gì nữa, đại môn Vân gia đóng lại. Ngu Tu Dung có thói quen ngủ sớm, bất kể là Huyền Trang đại sư giác ngộ, hay Lý Hoàng có phải bị tinh thần phân liệt như Thôi Giao phân tích hay không đều không liên quan tới phụ nhân nội trạch như nàng, thế nào cũng có người xử lý mấy chuyện đó. Giường của nàng rất lớn không được, vì từ khi Vân Sơ rời Trường An, bốn đứa bé Lý Tư, Vân Cẩn, Vân Cẩm, Vân Tam đều ngủ trên giường nàng. Đây là tài sản quan trọng nhất của Vân gia, không đặt bên cạnh nàng không yên tâm. Thôi Giao nhiều phen nói với Ngu Tu Dung đừng làm thế, chỉ tiểu hộ mới có chuyện cả nhà nằm chung một cái giường. Ngu Tu Dung hồi nhỏ cô độc, không biết trải qua bao nhiêu đêm thấp thỏm sợ hãi, nên nàng không để các con mình thấy không ai bảo vệ chúng. Cho nên mỗi tối đếm mấy đứa con bên cạnh có đủ không rồi mới ngủ là lạc thú của nàng. Trước tiên Ngu Tu Dung lấy chăn bọc Vân Tam lại đặt bên cạnh mình, sau đó Vân Cẩm đặt bên cạnh Vân Tam, tiếp đó nữa là Vân Cẩn, Lý Tư ở trong cùng. Lý Tư là đứa bám người nhất, đừng thấy nó nằm trong cùng, nửa đêm tỉnh lại chẳng biết nó rúc vào lòng Ngu Tu Dung lúc nào không hay. Đuổi thế nào cũng không đi, lâu dần Ngu Tu Dung cũng kệ. Phụ thân không có nhà, đàn con sẽ bất an, đó là suy nghĩ của Ngu Tu Dung, nên lúc thế mẫu thân như nàng phải bảo vệ, an ủi các con. Các bạn đang nghe chuyện Đường Nhân Đích San Trác của tác giả Kết Giữ Hai tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 863, Năm Long Sóc sắp tới. Hôm sau trời sáng, tiếng chuông chùa Đại Từ Ân bất ngờ gõ tâm 18 lần, sau đó có rất nhiều hòa thượng lưng đeo hành trang tay cầm thiền trượng rời chùa Đại Từ Ân. Rời Trường An, người đi lên Bá Kiều, người tới cầu Hàm Dương, không ai biết họ đi đâu làm gì. Mọi người chỉ bàn tán vài câu thôi, bây giờ trong thành Trường An đang hết sức tất bật. Liêu Hộ Tào sắp chết mệt rồi, hận không thể chia bản thân thành 7-8 phần. Huyện Tôn còn 3 tháng nữa thôi là sẽ tới Trường An, mang theo vô số hàng hóa từ thương đội của người Đại Thực, Ba Tư, Tây Vực. Tới lúc đó chuyện sổ sách sẽ vô cùng kinh hoàng, nếu trước đó mà không hạch toán rõ ràng được sổ sách cũ, huyện Tôn sẽ không thể nào tính ra được lợi ích từ chuyến đi. Thế nên ông ta mượn hơn 100 chướng phòng từ các đại thương gia trong thành, tham dự hạch toán sổ sách khúc Giang Lý, vì nơi này sẽ là chỗ tập kết hàng hóa.
triều đình phát ra công báo nói năm Hiển Khánh sắp kết thúc rồi, thay vào đó là niên hiệu mới Long Sóc. Còn về phần vì sao thay niên hiệu thì trừ hoàng đế ra không ai quan tâm, cuộc sống vẫn thế thôi. Nay cương vực đại đường ngang tới vạn dặm, toàn quốc thiên tai không dứt, quan phủ ứng phó hợp lý nên không có nạn dân, lưu dân. Cho nên hoàng đế thích dùng niên hiệu gì thì dùng, không thích thì đổi. Cả huyện nha vạn niên bây giờ nhàn nhã nhất là huyện thừa, chủ bạ và khóa thuế đại sư. Bọn họ bây giờ mỗi ngày đều mang cơm đi làm, mỗi ngày đều triệu tập các nha tào trong huyện họp. Mục đích chỉ có một, đó là học tập nội dung công báo mà triều đình phát xuống hàng tuần, cùng với thánh dụ của bệ hạ, nhất là chiếu xây Đông Đô mà hoàng đế phát ra thì mỗi ngày phải đọc, phải học. Các loại bổ trợ của huyện Vạn Niên bị cấm tiệt rồi, thực ra chỉ có 3 vị quan mới bị cấm thôi, số còn lại nghe nói là nộp tiền rồi, cho nên vẫn được hưởng thụ đãi ngộ cũ. Có câu trên làm sao dưới học vậy, vì Vân Sơ và Ôn Nhu thích nấu quán quán trà, cho nên Tư Lại hai huyện đều mê món này. Mỗi ngày tới nha môn, chuyện đầu tiên là nấu quán quán trà, ăn với bánh bao hoặc bánh nướng, thế là tinh thần phấn chấn cả ngày. Bây giờ họp không tiện nấu quán quán trà, thế là mỗi người cầm ái ấm đất nung, lá trà rửa sạch, dùng nước sôi âm. Một ấm trà đặc có thể làm người ta tinh thần nửa ngày. Chỉ cần 3 người kia không phá hoại, đám lưu hộ tào cũng cho họ thể diện tối thiểu, ngày nào cũng họp tuy lãng phí thời gian, nhưng tiểu lại thông đồng gạt quan trên sang bên lề là chuyện rất kỵ húy. Nên ngày nào yên bình được tốt ngày đó, dù sao cứ kéo dài thời gian sẽ có lợi cho họ, kéo dài tới lúc huyện tôn về là xong. Khi quan trên lớn tiếng thao thao bất tuyệt, tiểu lại phía dưới nhỏ giọng trao đổi công việc hoặc uống trà. Chỉ cần Tạ Vinh nói họp xong là mọi người đứng cả dậy đi sạch, đi làm việc mà mình vĩnh viễn làm chẳng hết. Huyện thừa phụ trách Tô Dung Điệu, nhưng mà việc thu thuế đã hoàn thành trước thu hoạch mùa hè rồi, nên hắn muốn làm việc cũng chẳng có việc mà làm. Chủ bạ phụ trách đất đai, ao hồ, rừng núi, mà ở cái huyện thiếu đất như huyện Vạn Niên, chẳng còn mấy đất đai cho hắn điều động, nên người cần đất khắp nơi, hắn chẳng làm được gì. Còn về phần khóa thuế đại sứ, trước kia huyện Vạn Niên không có cái chức nên từ trên xuống dưới chẳng biết để người ta làm gì. Dù sao thuế má huyện Vạn Niên nộp thẳng cho Thái Phủ tự rồi, hộ bộ phái quan viên xuống chẳng quản được. Hôm nay khi đọc công báo, trên đó có tin tức nói thương đội cực lớn do Vân Sơ dẫn dắt đã tới Đình Châu. Mặc dù chuyện này đã bàn tán râm ra trong huyện từ lâu, bây giờ lên cả công báo thế này chứng tỏ triều đình rất coi trọng. 3 vị quan mới tựa hồ nghe thấy tiếng vó ngựa của Vân Sơ. Thời gian qua liên tục đụng đầu vào tường, bọn họ rốt cuộc phải đi tìm hiểu vị huyện lệnh tuy không có mặt nhưng bóng dáng xuất hiện khắp nơi này. Sau khi biết Vân Sơ là người thế nào, Tạ Vinh ngay lập tức muốn rời khỏi huyện Vạn Niên, hắn tới bái kiến Hứa Kính Tông, người ta không tiếp. Gửi bái thiếp tới nhà Lý Nghĩa Phủ cũng không được trả lời, đi tới đâu cũng vậy, nhắc tới Vân Sơ người ta không im lặng cũng lảng đi. Điều này làm Tạ Vinh mỗi ngày đều sống vô cùng khốn khổ. Nỗ lực cuối cùng của 3 người Tạ Vinh là dâng tấu lên ngự sử đài. Nhưng giờ dưới tình huống Vân Sơ khai thông thương đạo thành công, sắp mang về một số tiền lớn, với triều đình khắp nơi túng thiếu vì chuyện rời đô, ai muốn đi gây sự với vị thần tài này? Ngự sử đài trả lời chỉ có 2 chữ là om sòm. Lâm vào đường cùng, 3 người lại cùng tới đại lý tự, trình bày huyện lại trong huyện tự ý phân chia thuế má bách tính, nhưng lần này đại lý tự khanh Trương Văn Quán không phái người tới tra lại nữa. Tạ Vinh nhận ra được sự kiêng kỵ rõ ràng của Trương Văn Quán với Vân Sơ. Tới nước này rồi, thủ đoạn trong tay đám Tạ Vinh còn rất ít, dù biết khốn cảnh bây giờ của mình đều nhờ đám Tư Lại ban cho, bọn họ đành nhịn. Chứ còn làm sao được. Thế nên 3 người Tạ Vinh ngày ngày mở cuộc họp, mỗi ngày đọc văn chương của Hoàng đế, đọc công báo, quan tâm đại sự thiên hạ, dùng đạo lý đường đường giáo huấn đạo Tư Lại huyện nha phải biết giữ mình trong sạch. Dù biết chuyện này chẳng ích gì, nhưng phải thể hiện chút cảm giác tồn tại, tự tôn không cho phép họ ngày ngày ngồi trơ ra trong công giải trống vắng. Còn Lý Tư vẫn ngày ngày đưa cơm cho Huyền Trang đại sư, nhưng nỗ lực của nó có kết quả hơn 3 vị kia. Huyền Trang đại sư tựa hồ cũng tiếp nhận sự tồn tại của nó, đôi khi còn giữ lại cùng ăn cơm. Phàm là trong nhà có món ăn mới, dù chỉ là một nắm hẹ trong mùa đông, Ngu Tu Dung cũng sai Lý Tư xách giỏ đưa tới Kỷ Vương phủ cho lão thần tiên nếm thử. Tình cảm giữa người với người không phải sinh ra đã có, mà do bồi dưỡng ra. Trong mắt Ngu Tu Dung thì Vân Na xem như hỏng rồi, giờ phải bồi dưỡng Lý Tư, không phải hy vọng đứa bé này lớn lên nắm quyền trong tay,
mà là hy vọng nó phú quý lại bình an vui vẻ. Vũ Mị biết Ngu Tu Dung dùng lý tư như chạy vặt chỉ cười mắng nàng quá con buôn tính toán, không quá để bụng, dù sao nàng hiểu tâm ý Ngu Tu Dung, thực sự muốn tốt cho lý tư. Có điều thứ tốt như rau hẹ đáng lẽ phải đưa tới hoàng cung cho phu phụ bọn họ nếm thử chứ. Trời càng lúc càng lạnh, Tết cũng đang mỗi ngày một gần. Ngu Tu Dung nhìn sủi cảo cứng như đá trên mảnh mảnh làm bằng lau sậy, tự mình gom hết vào cái khay son, đếm được 36 cái liền gọi Lý Tư tới. Lý Tư đang cùng Vân Cẩn gặm băng vội vàng chạy tới, nó thích đưa đồ ăn tới cho lão thần tiên, Kỷ Vương sẽ tặng cho nó những món trang sức rất đẹp. Ngu Tu Dung phá vỡ mộng đẹp của nó, mang tới chỗ mẫu hậu con. Lý Tư vốn đang cười như nắng mai tức thì mồm mếu luôn, không có Vân Na cô cô đi cùng, nó không dám gặp mẫu hậu, dứt khoát nói, con không đi. Ngu Tu Dung đét một cái vào mông Lý Tư làm nó lảo đảo. A nương, con sợ lắm. Mẫu hậu con mang thai 10 tháng mới sinh ra con, không có mẫu hậu con không có con, phải hiếu thảo, biết không? Để Vân Cẩn đi ấy. Lý Tư hét lên, Vân Cẩn ngốc nghếch nghe tỉ tỉ gọi tên mình thì lật đật chạy tới, con đi cho. Lý Tư nhất định phải đi, nhưng thấy nó sợ như thế, Ngu Tu Dung đành phải cho cả hai đứa ăn mặc thật đẹp, đưa lên xe ngựa ấm áp, đi cùng nhau. Giải thích từ Cẩn là Ngọc đẹp nên trước kia mới gọi Vân Cẩn là Mỹ Ngọc Nhi. Hết giải thích. Các bạn đang nghe chuyện Đường Nhân Đích San Trác của tác giả Kết Giữ 2 tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 864, ăn sủi cảo không thể thiếu giấm ớt. Cái xe ngựa xa hoa nhất của Vân gia là của An Định Tư công chúa. Ngồi cái xe này lợi một cái là ra vào cung cấp rất tiện, nhất là khi mặt trời sắp lặn cổng cung sắp đóng. Ngu Tu Dung vốn nghĩ hoàng hậu, hoàng đế chẳng thích rau hẹ nhà mình trồng, nghe Xuân Ma Ma truyền tin hoàng hậu trách mới làm ít sủi cảo trứng hẹ đưa tới. Sáu gia tướng hộ vệ xe ngựa đi trên Chu Tước đại nhai lạnh run, trong xe mắt Lý Tư đảo tròn, nhìn Vân Cẩm bám vào cửa sổ xe nhìn cảnh phố phường xám xít với vẻ thích thú. Lát nữa đệ đi trước giúp tỷ tỷ đánh quỷ. A nương nói trên đời không có quỷ. Đệ là nam tử tất nhiên không sợ quỷ, tỷ là tiểu nữ tử sợ lắm. Vân Cẩn vỗ ngực nhận ngay, được, vậy để đệ đi trước đánh quỷ cho. Được Vân Cẩn đảm bảo, Lý Tư thở phào, chỉ cần không phải đối diện trực tiếp với mẫu hậu, nó không sợ. Tiểu cô nương là công chúa, xe ngựa không lớn, nhưng có bốn bánh, hai con ngựa kéo xe cũng hơi thấp bé. Ngựa nhỏ xe nhỏ, trông rất chất phác đáng yêu, tựa như món đồ chơi trẻ con, nhưng trên nóc xe ngựa khảm một con chim phượng bằng vàng, nói rất rõ vấn đề. Đi xuyên qua hoàng thành không ai ngăn cản, tiến vào cung thành, tới đây không thể đi bừa nữa, hoạn quan và ma ma đưa Lý Tư, Vân Cẩn ngồi lên kiệu vai. Do bốn ma ma to lớn khiêng vào hàm nguyên điện nơi hoàng hậu ở. Khi đi qua lưỡng nghi điện, Lý Tư rụt đầu ôm chặt Vân Cẩn, không biết vì sao nó sợ cung điện này lắm. Trong hàm nguyên điện đèn đuốc sáng rực, có cả hoàng đế và hoàng hậu đang xem vũ đạo. Những vũ cơ đó nhảy múa rất chính thống, người lắc lư như dương liễu trước gió, ống tay áo bay bay đẹp lắm, Lý Tư rất hâm mộ. Vì thế nó đẩy Vân Cẩn đi trước. Vân Cẩn béo tròn mũm mĩm, hai cái chân ngắn ngủi, như ngực ưỡn lên, tay còn cầm kiếm gỗ dài một thước, bước đi oai hùng. Hoạn quan thấy như thế là không đúng với lễ nghi, liên kéo Vân Cẩn lại để Lý Tư đi trước. Vân Cẩn hét ầm lên, ta phải đi trước đánh quỷ cho tỷ tỷ. Hoạn quan vội vàng bịt miệng nó lại sợ ảnh hưởng tới đế hậu, không ngờ Lý Tư đá cho một phát vào chân, đá mạnh tới nổi hoạn quan nghiêng người đi. Vân Cẩn tức thì xoay người chém một phát, nó chém chỉ tới đùi người ta, chưa hả định chém tiếp. Lý Trị đang xem vũ đạo phát hiện ra hai đứa bé, vẫy tay, lại đây cho phụ hoàng xem nào. Hoạn quan bấy giờ mới lùi sang bên, Lý Tư tươi cười, đẩy Vân Cẩn tới. Phụ hoàng đây là Lam Điền Hầu trưởng tử Vân Cẩn. Lý Trị nhìn Vân Cẩn mặt đầy cảnh giác, ngươi phòng bị gì thế, a, à, tay còn cầm kiếm nữa. Vân Cẩn dũng cảm che chắn cho Lý Tư, tỷ tỷ sợ quỷ, cháu phải đi trước giúp tỷ tỷ đánh quỷ. Lý Trị cười ha hả, chỗ này đông người huyên náo, đèn thì lại sáng, sao có quỷ được, có thể thả tỷ tỷ ra được chưa? Vân Cẩn nhìn trái nhìn phải, ngẫm nghĩ một lúc thấy Lý Trị nói đúng mới để lộ Lý Tư ra. Vũ Mị giới thiệu cho Lý Trị, đây là đứa nam trong hai đứa sinh đôi nhà Vân Sơ. Lý Trị nhìn thằng bé lùn một mẩu, trông không thông minh lắm. Lý Tư vội nói, Vân Cẩn thông minh lắm ạ, đệ ấy đã học xong thiên tự văn,
còn đọc thuộc lòng nữa. Vũ Mị nheo mắt, nói thế là con chưa thuộc thiên tự văn à? Không phải Vân Thị thu nhận một nữ sư phụ lợi hại lắm sao, thế nào mà không dạy nổi trẻ con vậy? Lý Tư thấy mẫu hậu không vui, vội vàng giải thích, con học thuộc hiếu kinh rồi, sư phó nói nữ hài tử biết nhiều làm gì, giữ bổn phận là tốt nhất. Lý Trị cười to, xem như là có kiến thức. Vũ Mị tới trước mặt Lý Tư, cúi xuống vuốt má nó, lại xinh đẹp hơn lần trước một chút rồi. Vân Cẩn ở bên cãi ngay, A Nương nói tỷ tỷ xinh đẹp nhất. Vũ Mị nghe vậy thì vui vẻ, vươn tay qua Lý Tư cố ý làm khó đứa bé béo đó, bẹo cái má phính, so với Vân Na cô của ngươi thì sao? Vân Cẩn bị Vũ Mị béo má thấy không thoải mái, nhưng nó vẫn nói, A Nương nói Vân Na cô là đại mỹ nữ, tiểu tư tỷ tỷ là tiểu mỹ nữ. Lý Tư thấy Vân Cẩn bị mẫu thân bẹo tới mặt đỏ rực lên rồi, nâng khay sủi cảo lên, mẫu hậu, A Nương bảo con mang sủi cảo tới cho ngươi. Vũ Mị chuyển sang sủi cảo trên khay son, ngon không? Vân Cẩn nuốt nước bọt, lanh chanh nói, ngon lắm, cháu ăn tới 8 cái. Vũ Mị không nhìn ra trên mặt Vân Cẩn có chút tức giận nào vì vừa bị nàng béo đau, còn hớn hở khoe sủi cảo nhà mình, bật cười nói với Lý Trị, thiếp thân đang đói, sai người nấu sủi cảo thử đi. Lý Trị sao không nhận ra Vũ Mị vừa mới thử Vân Cẩn, xem ra thằng bé này không mấy thông minh, nhưng là đứa đơn thuần lương thiện, được, trẫm cũng muốn thử xem món ăn Vân gia thế nào. Thiếp và bệ hạ đánh cược đi. Ồ, cược cái gì? Thiếp cược sủi cảo chưa chín, thái tử đã tới. Vũ Mị cười nhạt, có gì mà cược, Hoàng Nhi xưa nay thân với Tư Nhi, nghe nói muội tử tiến cung thế nào cũng tới, nàng đừng nghĩ nhiều, không tới mức đó. Vũ Mị gật đầu, đúng thế, có lẽ là thiếp nghĩ nhiều thật. Cung nhân đem sủi cảo đi nấu, Vân Cẩn và Lý Tư ngồi sau bàn thấp, bên trên có các loại mứt, quả khô, bánh. Vân Cẩn thỏ ngay tay ra, bị Lý Tư lườm một cái, thế là nó ngồi ngay ngắn, mắt nhìn phía trước, chỉ là ánh mắt thi thoảng hạ xuống đồng đồ ăn trước mặt. Hoàng đế và hoàng hậu tiếp tục xem ca vũ, không chú ý tới hai đứa bé. Lý Tư thấy Vân Cẩn không ngừng nuốt nước bọt liền bóc cho nó ít hạch đào, thông những thứ có vẻ, còn những thứ có thể ăn trực tiếp thì nó không đụng vào, cũng không cho Vân Cẩn ăn. Kỳ thực Lý Trị và Vũ Mị chưa từng rời mắt khỏi bọn chúng, chỉ là chúng sao có thể phát hiện bị đang bị hoàng đế và hoàng hậu đánh giá. Lý Trị nới, xem ra Ngu Thị dạy Tư Nhi tốt lắm. Vũ Mị không vui, nhưng làm người ta không thoải mái, tới cha mẹ cũng đề phòng. Không phải phòng chúng ta, làm sao phòng được, Ngu Thị chỉ dạy Tư Nhi tự bảo vệ bản thân thôi, nàng định đem nó về tự dạy à. Nếu thiếp muốn đưa về thì đã đưa về từ mấy năm trước, giờ nó đã lớn, có nhận thức tình cảm riêng, ép nó về không hay. Thế cũng được, có thể thấy Ngu Thị rất dụng tâm, biết lễ nghi, biết quan tâm, thế là tốt. Lý Trị nhìn khuê nữ bóc vỏ hạch đào cho thằng bé béo ăn khẽ gật gù vỗ tay, người ngoài trông vào sẽ nghe hắn đang tán thưởng vũ đạo. Một lúc sau sủi cảo đã nấu xong, cung nhân kiểm tra độc xong bê lên thì Tả Xuân bẩm báo, thái tử cận kiến ạ. Vũ Mị liếc Lý Trị một cái, ý nói thấy chưa, Lý Trị cho vào. Lý Hoàng vừa đi qua cửa đã cười nói, con nghe nói phụ hoàng mẫu hậu đang ăn sủi cảo, món ngon như thế sao có thể thiếu giấm ớt. Nói rồi đặt một cái khay trước mặt đế hậu, bên trên là hai đĩa sứ, một đựng giấm, một đựng tương ớt đỏ rực. Các bạn đang nghe chuyện Đường Nhân Đích San Trác của tác giả Kết Giữ Hai tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 865, uy hiếp ngớ ngẩn. Thương đội của Vân Sơ dọc một đường tới Ngọc Môn Quan, tựa như đám mây đen kéo tới, chậm rãi, nhưng không gì cản nổi. Vân Sơ không biết người đường đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận sự xâm nhập về văn hóa chưa. Có điều với tính cách của người đường có vẻ họ không bận tâm lắm, chỉ cần những văn hóa đó dám vào, bọn họ dám tiếp nhận. Khi thương đội kéo tới dưới chân thành Ngọc Môn Quan, quả nhiên gây ra oanh động cực lớn, trên tường thành tù và liên miên. Quân lính mặc giáp rầm rập chạy lên tường thành, nhìn từ dưới lên thấy cả gỗ đá chất đống, nỏ cung, máy ném đá đầy đủ. Đám tướng quân trên tường thành lúc này nói không chừng đang kích động tới toàn thân run rẩy. Địch đã tới Ngọc Môn Quan, chứng tỏ hai đại đô hộ phủ An Tây và Bắc Đình đã bị đánh bại. Rốt cuộc đã tới lượt bọn họ thi triển bản lĩnh rồi. Vân Sơ đứng ở trên cùng đội ngũ đã ngửi thấy mùi nước vàng đang nấu, bên trong tường thành truyền tới tiếng trống tụ tướng, hiển nhiên bọn họ chuẩn bị cho một cuộc đại chiến. Cả thương đội kinh hoàng,
đủ thứ ngôn ngữ hỗn loạn vang lên, người nổi giận chửi bới xem chừng nghĩ bị lừa rồi, người sợ hãi, một số đang sửa soạn, quay đầu bỏ chay. Ôn Nhu hết sức vất vả dẫn người đi ổn định cục diện, khi người Ba Tư, đại thực thấy hắn không ngăn cản người bỏ đi. Còn bố trí quân đội chắn phía trước thương đội thì mới trấn an được họ, nhưng xem chừng ai nấy chuẩn bị có chuyện bất chắc là chạy luôn rồi. Một số ít tiến lên muốn hỏi chuyện, nhưng thấy Vân Sơ một mình đối diện với phía kia, họ đều là người tinh minh, không nên làm phiền y chờ đợi kết quả. Ngay từ khi tập hợp đội ngũ ở Phật Quốc, Ôn Nhu đã lường trước được vấn đề này, khi đó hắn phái đi rất nhiều thám báo, chuẩn bị đủ các loại văn thư cần thiết. Vậy mà thế này đây, thứ khốn kiếp nào làm hỏng việc của lão tử. Ôn Nhu tức giận thúc ngựa lên đầu đội ngũ tìm Vân Sơ, nhìn bầu không khí căng thẳng bao phủ tường thành, thấy khó hiểu, bọn họ chưa nhận được văn thư à? Hay thám báo chúng ta phái đi không nói rõ? Vân Sơ nhìn Lang Yên bốc lên thẳng tắp cùng với tiếng võ ngựa sau tường thành dày thì một mình thúc ngựa đi về phía trước, đợi xem. Nếu bị kẻ địch tập kích, thủ tướng đợi tới khi địch tới tận chân thành mới bắt đầu an bài, loại tướng quân đó mà dưới sự chỉ huy của y đã chặt đầu cắm lên cờ thị chúng rồi. Bày ra cái trò này chắc chắn là để cho người đại thực, Ba Tư thấy, giống như Chu Du mời Tưởng Cán xem quân đội của mình có hùng tráng không thôi. Quả nhiên chốc lát sau, cổng thành mở rộng, một đội kỵ binh hơn 3.000 người xếp hàng chỉnh tề đi ra xếp thành quân trận cánh nhạn. Ôn Nhu nhìn đám kỵ binh đó mặc áo choàng đỏ rực tức thì cũng hiểu, đám người này khoe mẽ thôi. Đi đánh trận chẳng ai dùng thứ vương víu đó, trong lòng hơi khó chịu, việc này là thừa thãi, đây là khách họ mời tới. Sau khi kỵ binh đi ra liền tới bộ tốt thiết giáp, thuẫn thủ phía trước, khiêu đãng binh đằng sau, nỏ binh ở giữa rồi. Một tên béo cưỡi ngựa. Vân Sơ cực kỳ quen thuộc tên béo này, hắn tên là Phương Chính, vốn bị Trương Đông Hải chặt đầu, được Vân Sơ cứu sống, rồi được Vân Na cảm hóa, thề lấy vàng chuộc tội. Bây giờ nhìn hắn mặc quan phục tòng ngũ phẩm thì xem ra vàng có tác dụng, đám tỷ phu cũng có tác dụng lớn. Sa Châu biệt giá Phương Chính bái kiến quân hầu. Tên béo đi tới trước mặt Vân Sơ nhảy xuống ngựa thi lễ, lưng cúi rất thấp. Vân Sơ vẫn ngồi yên trên ngựa chỉ hỏi, nhờ họa được phúc sao? Không phải, quân hầu cứu mạng ta, trong nhà mới có thể giúp được. Đáng tiếc bây giờ Phương Chính trên người không có thứ gì, muốn báo đáp quân hầu nhưng có lòng mà không có sức. Từ Tây Châu biệt giá thành Sa Châu biệt giá, tính ra thì huynh thăng tiến rồi đấy. Trước mặt Vân Sơ, Phương Chính không vờ vịt nữa, nói nhỏ, lão mẫu ta bán cả trang sức mới gom đủ tiền Lý Nghĩa Phủ yêu cầu. Từ nay về sau ca ca không giúp gì được cho ngươi nữa, chuẩn bị yên ổn làm cái chức này tới hết đời thôi. Vân Sơ không bình luận gì, chỉ hỏi, vậy thì thương đội sau này tới Trường An ra vào, huynh giúp được, chứ? Thương đội nhỏ thì giúp được, cứ giao hẹn thế. Phương Chính chỉ một lá cờ kỵ binh, tướng quân mới tới là người Tân La, tên Hắc Sĩ Thường Chi, trông có vẻ không thân cận với quân hầu. Ra là Hắc Sĩ Thường Chi à, Vân Sơ phóng ngựa tới rút hoành đao ra xoay trong tay mấy vòng ném thẳng vào tướng kỳ của hắn. Một tên hàng tướng dưới trướng Vân Sơ trước kia còn chưa đủ tư cách diễu võ dương oai. Thấy hoành đao sắp chém gáy tướng kỳ của mình, Hắc Sĩ Thường Chi vội vàng xông lên, giơ tay bắn lấy chuôi đao. Hắn nhắm rất chuẩn xác, thế nhưng lực đạo không đủ, đao trong tay run lên, thiếu chút nữa tuột khỏi tay. Hắc Sĩ Thường Chi né tránh Vân Sơ không muốn gặp, bây giờ không cách nào tránh được nữa, rời khỏi đội ngũ kỵ binh, hai tay cầm hoành đao đưa lên hoàn trả, mặt tướng Hắc Sĩ Thường Chi bái kiến quân hầu. Ngựa trắng tua đỏ giáp oai hùng, chẳng phải người thân cung sán tới. Một ngày ngựa chết vàng cũng hết, người thân biến thành khách qua đường. Vân Sơ thở dài, Hắc Sĩ Thường Chi, ngựa của bản hầu còn chưa chết đâu. Hắc Sĩ Thường Chi lần nữa chắp tay, mặt tướng là hàng tướng, không dám thân cận, sợ gây phiền phức cho quân hầu. Vân Sơ nheo mắt lại, bệ hạ lệnh cho ngươi phòng thủ Ngọc Môn Quan, đó là sự tín nhiệm, ngươi đừng phụ khổ tâm của bệ hạ. Ta nghe nói Bách Tể Vương vượt biển tới nước Oa, tới nay vẫn còn phản kháng, Hoa Lang Đồ vẫn ẩn nấp ở đại đường tìm cơ hội, chớ dính líu tới người đó. Hắc Sĩ Thường Chi bình tĩnh đáp, mặt tướng nay là thủ tướng Ngọc Môn Quan, không phải thủ tướng quan ải Bách Tể, tất nhiên chỉ chung với đại đường, không nhớ nhung gì Bách Tể nữa. Ánh mắt sắc như chim ưng của Vân Sơ dừng trên người Hắc Sĩ Thường Chi, nhìn tới khi trán Hắc Sĩ Thường Chi lấm tấm mồ hôi mới nói, ngươi nhớ như vậy là tốt. Nói xong quay ngựa trở lại, được Phương Chính tháp tùng, dẫn dắt đội ngũ đi vào Ngọc Môn Quan. Thương nhân được chọn đi tới đây có ai không khôn ngoan,
bình tĩnh lại là họ nhận ra ngay vì sao lại có một màn vừa rồi. Chẳng để trong lòng, kiếm tiền mới quan trọng, mấy trò này chẳng thể thị uy chẳng làm họ sợ hãi. Kiếm được tiền thì họ tới, không kiếm được họ đi, quân đường uy phong hay không chẳng ảnh hưởng gì. Ôn Nhu tủm tỉm cười đi tới bên cạnh Hắc Sĩ Thường Chi, Hắc Sĩ tướng quân, lâu rồi không gặp. Hắc Sĩ Thường Chi chắp tay, bái kiến đại nhân. Ôn Nhu thân thiết xuống ngựa nắm tay hắn, đừng trách quân hầu nghiêm khắc, trong quân có không ít người của Bách Kỵ Ti, y nghiêm khắc với ngươi chỉ có lợi thôi, không hại gì cả. Hắc Sĩ Thường Chi khom người, mặt tướng hiểu, ngươi chớ quên đại môn phủ Lam Điền hầu mở hướng nào là được rồi. Không dám quên, Ôn Nhu chỉ thương đội đang nô nức kéo vào thành, nói, lần khai thông thương đạo này là tâm huyết của quân hầu. Vạn vạn lần chớ để xảy ra sai sót gì, chuyện như thế này, đừng để xảy ra lần thứ hai, dù bất kể vì lý do gì. Các bạn đang nghe chuyện Đường Nhân Đích San Trác của tác giả Kết Dữ, hay tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 866, Đề Phòng. Sủi cảo nhân trứng hẹ đúng là rất ngon, có điều với phu phụ Lý Trị mà nói thì không đáng là gì cả. Ngu Tu Dung rất thông minh, nàng đưa tới 36 cái sủi cảo, vừa vặn cho hai người trưởng thành ăn. Kết quả Vân Cẩn ăn 4 cái, Lý Tư ăn 2 cái, Lý Hoàng ăn 10 cái vẫn muốn ăn thêm thì bị Lý Trị đuổi đi. Thứ tự ăn cũng rất quan trọng. Lý Hoàng ăn trước 1 cái, sau đó đút cho Vân Cẩn rồi Lý Tư, thấy Vân Cẩn cứ nhìn mình không chớp thi thoảng đút cho nó một miếng, muội tử hiểu chuyện chỉ ăn thêm một miếng. Lý Hoàng không khách khí, chấm giấm, chấm ớt ăn rất hăng say. Tới khi còn lại 20 cái thì Lý Trị và Vũ Mị mới ăn. Lý Tư được thưởng một tấm ngọc lung linh, ngọc thạch tốt hay không với nó không có ý nghĩa, trong phòng Vân Na cô còn nhiều lắm, nhưng chạm khắc vô cùng tinh xảo, nó rất thích. Vân Cẩn thì được thưởng miếng như ý vàng, thứ này nựng chĩu tay, nó không thích, muốn đổi con dao nhỏ của Lý Hoàng. Lý Hoàng tươi cười dẫn hai đứa bé rời khỏi Hàm Nguyên Điện, đi theo tiễn là Xuân Mama. Vừa ra ngoài nó tức thì mỗi tay xách cổ một đứa, đi như bay về phía Thái Cực Điện, vừa đi vừa mắng, hai đứa ngốc này, tới Hàm Nguyên Điện sao không rẽ qua Đông Cung để ta dẫn đi. Lý Tư hét lên, huynh còn mắng muội là đồ ngốc, muội sẽ bảo Vân Na cô, bắt huynh trả tiền. Nghe Lý Tư nhắc tới Vân Na, tim Lý Hoàng thắt lại, đặt hai đứa xuống đất, sau này nếu mang đồ ăn vào cung thì để ta mang, hai đứa đừng vào. Lý Tư bĩu môi, muộn vốn chẳng muốn tới. Xuân Ma Ma giọng âm u, ít ra thì nô tỳ đang thở, thái tử đừng coi nô tỳ là người chết chứ. Vân Cẩn hiểu lầm kéo váy Xuân Ma Ma, quả ra vừa mua 60 con cừu, mai Ma Ma tới, chúng ta cùng gặm xương đi. Xuân Ma Ma sờ cái bụng nhỏ tròn xoe của mình, thở dài, hoàng hậu bắt nô tỳ ăn chay một năm, không được lộ ra vẻ béo ú ngu ngốc. Vân Cẩn vô tâm nói, heo ở khúc Giang Lý suốt ngày ăn chay vẫn béo đầy thôi. Ai nói thế? Khi A Nương đánh rơi đũa gắp thịt kho của tỷ tỷ, thôi tiên sinh đã nói thế. Xuân Ma Ma hâm mộ nhìn Lý Tư, công chúa ăn được thì ăn nhiều vào, nô tỳ không thể ăn nữa. Lý Tư nhìn bộ dạng tròn xoe của Xuân Ma Ma, nó biết đó là hậu quả mỗi lần Xuân Ma Ma tới nhà đều bị Vân Cẩn rủ đi gặm xương, dùng mình nói, không ăn nữa, nếu không sẽ không múa được. Lý Hoàng nghe nội dung bọn họ trò chuyện, ba câu không rời chữ ăn, không nhịn được nói, muốn gần dễ lắm, bảo tiểu tư đi xin tôn thần y một phương thuốc là được. Chỉ cần ngươi gầy đi, mẫu hậu sẽ không hạn chế ngươi ăn thịt nữa. Vân Cẩn cao hứng nhảy lên, hay quá, sau này có thể vừa uống thuốc và ăn thịt rồi. Xuân Ma Ma tức thì cao hứng tiễn ba người khỏi cung. Cánh cửa nặng nề đóng lại, ngăn cách ba người bên ngoài. Lý Hoàng quay đầu, nhìn cung môn trùng trùng, định an ủi muội tử, không ngờ Lý Tư đã bế Vân Cẩn lên xe ngựa, thúc giục mã phu đi cho mau, nó không muốn ở lại nơi này. Nhìn cái xe ngựa nhỏ được gia tướng hộ tốc vội vàng rời đi, Lý Hoàng cũng muốn theo lắm, cuối cùng dùng hai tay giật mạnh tóc, dẫn hoạn quan, hộ vệ về Đông Cung. Bên trong Hàm Nguyên Điện, ba đứa bé đi rồi, Ca Vũ hình như chẳng còn gì hay nữa, một về Lưỡng Nghi Điện, một ngây ra tại chỗ. Xuân Ma Ma nhìn cởi áo ngoài cho hoàng hậu, nhìn hoàng hậu nằm nghiêng trên giường, đường cong nhấp nhô mê hoặc, cảm thấy hoàng đế không ở đây thật đáng tiếc. Nàng rón rén đắp tấm chăn mỏng lên người hoàng hậu, Vũ Mị mắng, bỏ ra, nóng lắm. Xuân Ma Ma vội lấy chăn ra, nay nô tỳ đưa tới cho bệ hạ một bát canh.
Vũ Mị trở mình nhìn Xuân Ma Ma, chúng nói gì sau lưng ta không? Không ạ, không ai nói gì hoàng hậu. Thái tử thông minh lắm, có nó ở đó sẽ không có chuyện gì không ổn. Song An định sợ ta là sự thực. Xuân Ma Ma thăm dò, hay là đón công chúa về, ở cùng hoàng hậu một thời gian sẽ không cảm thấy xa lạ nữa. Vũ Mị thở khẽ, ta cũng chẳng biết phải ở bên An Định thế nào. Thôi đi, đó là số mệnh của nó, tốt hay xấu ở nó. Chuẩn bị nước, ta muốn tắm. Nước lạnh. Lý Tư và Vân Cẩn trở về thì Ngu Tu Dung đang tắm cho Vân Tam. Nó ngồi trong chậu gỗ tay đập nước cười khanh khách liên hồi. Phải đi qua hai tầng rèm gấm mới tới được chỗ Vân Nam tắm. Nơi này rất bí. Lý Tư đưa tay ra tóm lấy cái chim nhỏ như con tằm của Vân Nam, bị Thôi Nương Tử bắt lấy tay. May mà Ngu Tu Dung đi lấy khăn lau người không nhìn thấy, nếu không thế nào cũng ăn một trận đòn. Vân Tam thấy ca ca tỉ tỉ về thì vui sướng liên tục đứng ngồi trong chậu nước, làm nước bắn tung tóe khắp nơi. Đứa bé này đã chọn một tuổi rưỡi rồi, tới giờ chỉ biết kêu a a, không biết gọi a ra, a nương, Ngu Tu Dung lo lắm. Lý Tư 2 tuổi mới biết gọi cô, Vân Cẩm sớm nhất, 10 tháng đã biết, Vân Cẩn thì 14 tháng. Cả ba chúng nó đều gọi cô trước tiên làm Ngu Tu Dung rất tổn thương. Không ngờ lần cô chúng nó không có nhà, Vân Tam mãi không chịu nói. Ngu Tu Dung bế Vân Tam ra khỏi nước, lau khô rồi rắc phấn vào khe mông, nách, rồi mới dùng chăn quấn lại giao cho Thôi Nương Tử. Đợi Thôi Nương Tử bế Vân Tam đi rồi, Ngu Tu Dung lau mồ hôi chán hỏi, có thuận lợi không? Lý Tư gật đầu, thuận lợi lắm ạ, phụ hoàng và mẫu hậu đều rất thích, mỗi người ăn 10 cái sủi cảo. Ngu Tu Dung hỏi, sao mỗi người ăn 10 cái, số còn lại bị ai ăn rồi? Thái tử ca ca, con và Vân Cẩn ăn, ai ăn trước? Lý Tư thật thà đáp, thái tử ca ca, sau đó là Vân Cẩn, con, phụ hoàng, mẫu hậu ăn cuối. Ngu Tu Dung hài lòng xoa má Lý Tư, cười nói, rửa chân đi, tối nay ngủ cạnh A Nương. Lý Tư cao hứng reo lên, chạy ra ngoài, thấy Vân Cẩn còn chưa đi, quay, lại kéo đệ đệ đi rửa chân cùng. Vân Cẩn, Vân Cẩm đặt lưng xuống là ngủ, hai đứa này từ nhỏ dễ nuôi, không khóc quấy nhiều. Vân Tam thì mở to mắt nhìn trần nhà la hét, Lý Tư chui vào chăn đợi A Nương. Ngu Tu Dung đếm chân bọn trẻ con trước rồi mới lên giường, Lý Tư tức thì nhào vào lòng nàng, tay chân quấn lấy như bạch tuộc, nàng khẽ thở dài. Các bạn đang nghe chuyện Đường Nhân Đích San Trác của tác giả Kết Giữ Hai tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 867, mọi người đều đang thay đổi. Mùa đông Trường An, ngày nào không có mây che xà thấp kín không trung, không có gió thổi thì đó là một ngày đẹp trời. Cho dù trời vẫn rất lạnh, song chẳng ảnh hưởng tới sự náo nhiệt của phường Tấn Xương, giờ ra vào nhiều nhất là người ngoài. Người bản địa trừ khi muốn tới nhà ăn lớn thì cơ bản chẳng ai tới đường phố phường Tấn Xương lấm lét nhìn ngang ngó dọc nữa. 10 năm kiến thiến, rốt cuộc cũng đưa phường Tấn Xương thành một nơi hợp thể giữa hoa viên, thương nghiệp và nơi ở. Người đường rất quê. Nhất là người vùng ngoài tới kinh thành càng không có kiến thức gì, họ chất phác cho rằng nơi này là chỗ chỉ có quý nhân mới được ở. Vì bất kể là đường phố sạch sẽ, con ngõ u tĩnh, đi tới đâu cũng thấy cảnh đẹp, dù viện tử nông gia cũng ngay ngắn ngăn nắp, chẳng giống chỗ người bình thường ở. Vân gia đại trạch viện được cây nước, rừng trúc ngăn cách biệt lập với xung quanh càng là mục tiêu chính người ta nhòm ngó. Thế là vừa sáng sớm Cửu Phì đã cái ghế tựa bằng trúc, kiếm nơi nhiều nắng nằm xuống, ôm ấm trà uống. Có hắn nằm đó, người ta không tiện đứng bên trong rừng trúc thập thò nhìn vào Vân gia như trộm nữa. Trước kia trước đại môn Vân gia có 4 gia tướng cầm đao trông coi. Về sau Vân Sơ thấy gia tướng toàn thân giáp trụ không phù hợp hoàn cảnh chỉnh thể, nên quỷ quy củ gia tướng trông cửa chỉ hầu phủ mới có. Trước đại môn Vân gia trước kia không có trúc, cách một con kênh mới tới rừng trúc cơ. Sau có một cây măng mọc lên, Cửu Phì bẻ đi rồi, chẳng biết vì sao nửa tháng sau có thêm nhiều măng trúc mọc ra, như chúng lớn lên sau một đêm vậy. May mà móng đại môn có vôi, trúc không ăn sâu vào được, thế là đại môn Vân gia có thêm khóm trúc. Khi Ngu Tu Dung đi ra ngoài cửa, nhìn thấy sau đầu Cửu Phì là khóm trúc xanh gì, không nhịn được cười. Bị Thôi Giao nhéo một cái mới nhịn cười mà đi. Hôm nay là ngày Địch Quang Tự nhị nhi tử của Địch Nhân Kiệt tròn 100 ngày, Ngu Tu Dung là Vân gia đại phụ tất nhiên phải tới dự tiệc. Tụ hội Địch gia rất nhỏ, khách tham dự địa vị không cao lắm, nhưng rất nhiều người trẻ tuổi. Thái tử Lý Hoàng không tới,
nhưng ủy phái hoạn quan thiếp thân Trương Đại Dụng tới tặng quà. Lễ vật rất đơn giản, một tấm ngọc bội, một quyển kinh văn. Ngọc bội là được thái tử mang trên người từ nhỏ, kinh văn do chính tay Huyền Trang đại sư sao chép, thái tử đóng dấu. Trong thời gian đám Vân Sơ, Ôn Nhu không có nhà, Địch Nhân Kiệt không nhàn rỗi, hắn tận dụng danh nghĩa thái tử, kết giao rất nhiều quan viên trẻ. Những người này phẩm cấp đều rất thấp, thất phẩm thậm chí cửu phẩm đều có, bọn họ có một đặc trưng là con cháu hàn môn, không có quan hệ gì cả. Quan viên cấp bậc này còn chưa lọt được vào mắt hoàng đế và hoàng hậu, cho nên thân cận với thái tử rất thích hợp. Vân Sơ trước khi tiến vào Ngọc Môn Quan đã nhận được thư của Địch Nhân Kiệt, trong lá thư đó chẳng có bí mật gì không thể để người ngoài biết. Có điều Vân Sơ xem thư xong nói với Ôn Nhu, Địch Nhân Kiệt đang lung lạc nhân thủ, ngươi thấy sao? Ôn Nhu tán thành, bây giờ lung lạc, 10 năm sau có thể dùng, 20 năm nữa có thể trọng dụng. Vân Sơ có chút bất an, sớm quá, ta thấy bây giờ chỉ kết giao tinh anh thôi, đợi 10 năm nữa mới lung lạc quy mô lớn. Ôn Nhu hạ thấp giọng nói, sức khỏe bệ hạ yếu, nên có tính toán sớm. Vân Sơ chẳng thể nói ra, vấn đề là hoàng hậu kia, chỉ có thể nói, đừng vội, đợi thêm đi, đôi khi quả hỏng sẽ tự dụng. Ôn Nhu không hiểu, Vân Sơ xưa nay làm việc lớn gan hào sảng, cả chuyện một mình tới doanh trại địch vẫn chẳng hề do dự, vậy mà đối diện với hoàng đế lại có sự kiên nhẫn ít người sánh bằng. Nói xong Vân Sơ lại trùm vải kín mặt, thúc con ngựa mận chín tiếp tục tiến lên. Đội lạc đà lớn nhìn không thấy điểm cuối lặng lẽ tiến lên trong mùa đông khắc nghiệt, chỉ cần một chút gió là cát cuốn theo, bụi đất mù mịt. Thời đại đó lữ hành đường xa dứt khoát không phải là cuộc du lịch kỳ thú, mà là hành trình gian khổ. Cũng may con người thời đó có khả năng chịu đựng bền bỉ như lạc đà, dù hoàn cảnh gian nan tới mấy, không ngăn được trái tim hướng về Trường An của họ. Vân Sơ lúc này hận không thể mọc cánh bay về Trường An trong một ngày. Cục diện ở Trường An tệ hơn suy nghĩ của Ngu Tu Dung, làm y lo lắng nhất là thay đổi của thái tử, thằng bé đó có vẻ nóng vội mạo hiểm. Mặc dù chưa rõ nguyên nhân khiến Lý Hoàng trở nên như vậy, Vân Sơ vẫn không yên tâm, thái tử không vững vàng, kế hoạch Trường An của y sẽ khó thực hiện. Ôn Nhu nhìn ra được sự nôn nóng của Vân Sơ, nói, nếu ngươi sốt ruột thì dẫn người đi trước, nơi này để cho ta. Vân Sơ chỉ đội lạc đà dài răng rạc phía sau, không được, không phải ta không tin ngươi, nhưng ta là người đã đưa bọn họ đi, nhất định phải đồng hành với họ tới Trường An. Đó là lời ta đã hứa với họ. Ôn Nhu cảm thán, đôi khi ta không hiểu ngươi vì sao có quá nhiều lo lắng, kể cả khi hết thảy đều thuận lợi. Ngươi nên học Vân Na một chút, nhìn xem, muội ấy đốt lò trên lưng lạc đà kìa. Vân Sơ quay đầu nhìn con lạc đà cực lớn chở Vân Na và Trác Mã, nó phải to gấp đôi lạc đà của người đại thực. Từ khi rời Phật Quốc, Vân Na luôn cải tạo con lạc đà này, nói chuẩn xác thì Vân Na sai công tượng Ba Tư, đại thực giúp nàng cải tạo con lạc đà, này thành một căn phòng di động. Vì căn phòng đó mà nàng bỏ ra cái giá cực cao, thế là đám công tượng vắt hết óc để thỏa mãn nàng. Tiền được Vân Na trả trước, còn công cụ, vật liệu thì đội ngũ bọn họ không thiếu, thế là trên con lạc đà khổng lồ đó xuất hiện một căn phòng nhỏ mang đậm phong tình Ba Tư. Còn Vân Na và Trác Mã chính là công chúa và người hầu trong căn phòng như hộp kẹo đó. Vân Sơ nhìn căn phòng đó rồi, y thấy nơi đó phải gọi là nhà kho của Hạn Thát Đại Phì mới đúng. Vì trong đó toàn là đồ ăn, có những thứ mà ngay cả Hoàng Cung Đại Đường cũng không cung cấp nổi. Vân Na thích ăn trà là, mà trong thường đội thì trà là nhiều không đếm xuể. Đây là lần đầu tiên bọn họ đi xa đến thế, thương nhân đại thực mang theo rất nhiều trà là, thứ này để được lâu, có thể ăn như lương thực, lại có thể dùng làm hàng để bán, hết sức thuận tiện. Căn phòng làm bằng hai lớp da trâu, lại còn đệm một lớp bông, phía dưới là con lạc đà sống, toàn thứ kỵ lửa, vậy mà đốt lò bên trong, không hiểu Vân Na nghĩ cái gì. Vân Sơ vừa cưỡi ngựa tới gần con lạc đà thì một cánh tay trắng trẻo mịn màng đưa ra, trên đó có chén trà ngọt bốc hơi nghi ngút. Thế là lời mắng phải nuốt vào, Vân Sơ cầm lấy chén trà uống một ngụm, hơi ấm lan tỏa, người tức thì có tinh thần hơn không ít, mặc y phục tử tế vào. Vân Na nằm ườn ở trên căn phòng, ăn mặc như vũ nữ Ba Tư, lười nhạc đáp, ta, chẳng biết cái gì cả, công chúa đại thực người ta ăn mặc ít lắm. Các bạn đang nghe chuyện Đường Nhân Đích San Trác của tác giả Kết Sử Hai tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 868, Xâm nhập văn hóa.
Công chúa đại thực thì Vân Sơ chưa thấy chứ nữ nô mà người đại thực, Ba Tư mang theo thì ăn mặc rất tiết kiệm cũng rất mỹ lệ. Nhất là nữ lang Ba Tư thích che kín mặt nhưng lại để lộ eo ra khi khiêu vũ, thực sự có sức quyến rũ câu hồn nhiếp phách. Vũ đạo của họ đa phần là động tác lắc hông hoa trương, phối hợp cái lưng như không có xương, cánh tay uốn lượn như rắn nước, dễ dàng khơi lên dục vọng nguyên thủy của nam nhân. Ở thời kỳ này, bất kỳ ở quốc gia nào, địa phương nào, vũ đạo chỉ có hai tác dụng, một là để tế tự, hai là để lấy lòng nam nhân. Thương đội này không nhiều lúc cần tế tự, cho nên tác dụng lớn nhất của những điệu múa kia là giao lưu hai bên. Dù đi đường vất vả thế nào, mỗi buổi tối dừng lại cắm trại nghỉ ngơi là cả trại tưng bừng náo nhiệt. Về mặt biết cách hưởng thụ cuộc sống, người đường còn kém cả người Tây Vực, chưa nói tới người đại thực, Ba Tư. Gió thổi khiến ngọn lửa cháy phừng phừng, đúng là lửa hơ lồng ngực ấm, giỏi thổi lưng lạnh toát. Lợi thời tiết đó mà mấy nữ nô vẫn cởi bỏ áo lông trên người, khoe ra bầu ngực căng tròn, vòng eo săn chắc. Khi các nàng gỗ chống tay nhảy múa, mọi người quên hết mọi thứ trên đời. Có mỹ nhân như thế làm bạn, dù có chết cũng thấy vinh diệu và may mắn. Trong văn hóa người đại thực, Ba Tư, mỹ nhân thường gắn liền với cao quý, vì người sở hữu mỹ nhân ắt phải cao quý. Do Trường An kết nối với Tây Vực, các loại người Hồ kéo tới, đang không ngừng ăn mòn phong tục tập quán vốn có của người đường. Đặc biệt là ở hành vi và ăn mặc, người đường mấy năm qua ngày một cởi mở. Cổ áo ngày một rộng, ngày một thấp, đồi ngực nữ nhân vốn là thứ giấu kỹ, bây giờ bắt đầu xu thế khoe ra rồi. Trong thành Trường An, một số hồ cơ lớn gan vì bán được nhiều rượu hơn, thu hút được nhiều khách hơn đã bắt đầu mặc yếm lót như áo ngoài. Chú ý một chút thì khoác bên ngoài một chiếc áo sa mỏng hoặc vắn trên tay tấm lụa màu sắc sặc sỡ. Phồn hoa thịnh thế, phụ nhân lại chính là quần thể đi đầu trong việc tiếp nhận thứ bên ngoài, nhất là liên quan tới chuyện làm đẹp. Bọn họ muốn thông qua các loại trang phục diễm lệ lấy được sự tôn trọng của người khác, lấy được sự sủng ái của nam nhân. Người đường không quá coi trọng trinh tiết, chí ít thì không gắn trinh tiết với sinh mệnh của nữ nhân. Phụ nhân đại đường rất ít khi thủ tiết, chuyện tái giá ở đại đường không bị người ta nói ra nói vào, chỉ cần tái giá mà vẫn là đại phụ thì địa vị chẳng hề kém hơn người khác. Nói ra thì các cô công chúa Lý Đường chính là người đi đầu trong việc theo đuổi ái tình, hưởng thụ ái tình. Vì thế mà có nàng bị treo cổ, có nàng bị phế truất, có nàng bị dìm chết, có nàng bị chặt đầu. Nhưng vẫn chẳng cản được họ. Nam tử đại đường thay đổi ít hơn, vì thay đổi trên người nữ tử, cuối cùng hưởng lợi là họ. Có đều cài châm hoa, tô son môi, đánh má trắng, xông hương, vẽ mày cũng được nam tử đại đường cũng dùng, cho nên hoa mỹ nam cũng năm sau nhiều hơn năm trước. Xa hoa dâm dật phá hỏng lề thói, rất nhiều người cổ hủ nói như thế. Vân Sơ không nghĩ thế, một quốc gia cường thịnh phải có khí độ dung nạp trăm dòng, có thể mới tiếp nạp tinh hoa của khắp nơi. Nhưng Vân Sơ cũng là người bảo thủ, tiêu chuẩn kép, nhìn vũ cơ, vũ nữ Ba Tư ăn mặc mát mẻ biểu diễn vũ đạo, y xem rất say sưa. Đến khi trên người Vân Na chỉ cần có chút nào đó không thích hợp là mặt y dài như mặt lừa, đen hơn cả than. Quốc gia hùng cường cần có khí độ tiếp nhận tất cả, Vân Sơ cũng có khí độ đó, vì thế bất kể là tiền bạc, mỹ nhân hay là ngựa tốt, kỳ chân dị bảo, ai tặng gì y cũng nhận, thậm chí cả câu chuyện của người đại thực y cũng không bỏ qua. Vì Vân Sơ được nghe nghìn lẻ một đêm bản nguyên thủy nhất. Vì người kể là người đại thực, người nghe là người đại đường, thế nên giữa đại đường và đại thực có một hải đảo, trên đó có một quốc gia tên là nước Tát Tàng. Quốc vương Sơn Lỗ Á Nhĩ phát hiện vương hậu và phi bất trinh, ông ta giết họ. Sau đó mỗi đêm ông ta cưới một thiếu nữ, tơi sáng giết đi, để không ai có thể phản bội ông ta. Bách tính cực kỳ sợ hãi, dẫn nữ nhi bỏ trốn, nhưng quốc vương vẫn lệnh tể tướng tìm mỹ nữ cho ông ta. Thế là phụ nữ nước Tát Tàng không chết bởi đao quốc vương thì bỏ chạy. Con gái tể tướng là nàng Sơn Lỗ Tát Đức, tức là Scheherazade, vì không muốn phụ nữ bị tàn sát, tự nguyện gả cho quốc vương. Nàng dùng cách kể chuyện khiến quốc vương hứng thú tạm không giết nàng, cứ như thế câu chuyện kéo dài 1001 đêm. Cuối cùng quốc vương bị cảm hóa, hai bên sống với nhau tới già. Vân Sơ nghe câu chuyện đó hết sức hưởng thụ, còn Vân Na thì tức tới xì khói. Vì sao không giết chết tên quốc vương đó? Trung Quỳ cũng nghe chuyện nói, vì trong tất cả các câu chuyện, mọi người đều rất khoan dung với quốc vương, hy vọng thông qua trí tuệ để các quốc vương trở thành người tốt. Nếu muội mà là Scheherazade thì ngay đêm đầu tiên sẽ giết tên quốc vương đó. Vân Na không coi đó là câu chuyện nữa, như sự thực vậy,
Ôn Nhu giải thích, trong câu chuyện thì quốc vương của người Đại Thực đại biểu cho sự cường đại, không thể bị đánh bại. Mọi người đều không thích chiến tranh, muốn dùng cách khác để thay đổi vận mệnh. Ở điểm này người Đại Thực hay người Đường đều giống nhau. Muội không cần biết, muốn chỉ muốn giết chết tên quốc vương đó. Đem so với những quan viên như Vân Sơ, Ôn Nhu thì Vân Na chắc chắn là người có dũng khí hơn. Cho dù Vân Na rất tức giận, nàng vẫn muốn nghe kể chuyện, nhất là tiểu nữ tử Đại Thực biết nói tiếng hồi hột kia giọng như oanh vàng líu lo. Có thể khiến câu chuyện trở nên hấp dẫn hồi hộp, làm người nghe cuốn vào trong đó. Tiểu nữ hài đó thuộc về ta. Nữ vương của Phật Quốc lên tiếng, chủ nhân của tiểu nữ tử đó mừng rỡ vô cùng, thành kính dâng lên nữ vương bệ hạ, còn tặng kèm rất nhiều đồ tốt cho nữ vương tôn kính. Thương nhân Đại Thực là những thương nhân gian xảo nhất trên đời, quá trình bọn họ theo Vân Sơ tới Trường An là quá trình không ngừng lôi kéo làm hủ bại Vân Sơ. Mà Vân Sơ thì không có tí sức kháng cự nào, chỉ cần ngươi dám tặng là y dám nhận. Người quá dễ bị mua chuộc không đáng tin. Đạo lý này ở Đại Thực hay Đại Đường đều giống nhau, chỉ có cách nói khác nhau thôi. Cho nên Vân Sơ nhận càng nhiều lễ vật, hứa hẹn càng nhiều, thậm chí còn chủ động cung cấp cho họ những điều kiện thuận lợi tới mức không thích hợp thì đến cả thương cổ Đại Thực cũng khinh bỉ y. Từ đó trở đi đám thương nhân không tặng Vân Sơ cái gì nữa, đến một đồng xu cũng chẳng có. Các bạn đang nghe chuyện Đường Nhân Đích San Trác của tác giả Kết Giữ Hai tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 869, Sa Châu. Sau khi có một tiểu nữ tử Đại Thực biết kể chuyện, Vân Na không khác gì được mở ra một thế giới hoàn toàn mới. Ca, muội đang nghe chuyện Alibaba, Alibaba và 40 tên cướp hay lắm, huynh muốn nghe cùng không? Ca, huynh làm được cái thảm biết bay không? Muội muốn bay về Trường An. Ca, tối nay cắm trại nghỉ ngơi huynh mang hết đèn, dầu tới cho muội nhé, có khi bên trong có yêu quái đấy. Vân Sơ tất nhiên biết câu chuyện về Alibaba, biết thảm bay của Aladdin. Có điều y không cho rằng Vân Na tìm ra được cây đèn chứa yêu quái. Tiểu nữ hài kia là cuốn Nghìn Lẻ Một Đêm hình người, ý nghĩa sinh mệnh của nó gắn chặt với những câu chuyện, nó sống là để ghi nhớ thật nhiều chuyện trong lòng, sau đó kể cho người muốn nghe. Vì da dê ghi chép văn tự của người Đại Thực rất đắt, giấy của người Ai Cập lại không tốt, chẳng thể ghi lại những câu chuyện dài như thế. Nghìn Lẻ Một Đêm không phải có nghìn lẻ một câu chuyện, mà đó là cách nói biểu thị những thứ rất nhiều của người Đại Thực, ví như 101, 1001. Vân Na là người rộng rãi, khi nàng có thứ tốt thì luôn thích chia sẻ cho mọi người hưởng thụ. Thế là sau khi nghe tiểu nữ hài Đại Thực kể xong, nàng phiên dịch thành tiếng Đại Đường mỗi tối kể cho người khác. Vân Na kể chuyện chẳng hay gì cả, đứa bé này văn tài chẳng ra làm sao khi khua chân múa tay kể cho người ta. Nhiều lúc tự cười ngặt nghẽo, làm người nghe chuyện đưa mặt nhìn nhau, chẳng biết buồn cười chỗ nào. Mỗi khi có chuyện không làm được, Vân Na lại đi tìm ca ca. Vì thế buổi tối kể chuyện, Vân Na phụ trách khua khoáng chân tay nói năng linh tinh, Vân Sơ đem những lời lẫn lộn ngược xuôi ấy chỉnh sửa lại thành câu chuyện hấp dẫn. Thế là mọi người mới hiểu thần thái kỳ quái và động tác kỳ lạ của Vân Na. Phải nói Nghìn Lẻ Một Đêm là tuyển tập câu chuyện hay, vốn người Đại Đường chẳng hiểu gì về Đại Thực, thông qua những câu chuyện này biết được thói quen sinh hoạt và tình hình xã hội của họ. Người Đại Thực trong mắt người Đại Đường trở nên hình tượng hóa, không còn mông lung như trước. Vân Sơ chẳng biết đây gọi là giao lưu văn hoa hay xâm nhập văn hoa, vì y tin Nghìn Lẻ Một Đêm truyền tới Trường An sẽ được rất nhiều người thích. Một khi nhiều người thích Nghìn Lẻ Một Đêm, đám chủ nghĩa cơ hội ở phường Bình Khang sẽ biến những câu chuyện này thành phương thức nghệ thuật khác, kiếm một mẻ lớn. Người Vân Sơ mang theo rất nhiều, tòa binh thành Ngọc Môn Quan không chúa nổi, vì thế Vân Sơ dẫn họ tới rừng Liễu Đỏ. Khi Vân Sơ đi, nơi này có mấy nghìn người sống cuộc đời lưu lạc, khi y về rừng Liễu Đỏ vẫn run rẩy trong gió lạnh, nhưng không thấy bóng người đâu. Khi đó Tiêu Ngọc Hoa là tên đại vương tự xưng, A Phàm Đề là trí giả. Tuy vương và trí giả bị đa phần người nơi này không ưa, nhưng không có tên đại vương tự xưng và trí giá không đáng tin đó bảo hộ, đám người lưu lạc kia không cách nào sống được ở rừng Liễu Đỏ nữa. Thương đội vào rừng Liễu Đỏ trú, đi tới con suối sâu trong rừng, Vân Sơ thấy rất nhiều hài cốt. Khu viện tử dưới hố bị cỏ hoang bao phủ, những người lưu lạc di cư tới đó không biết đi đâu. Loại chuyện này xảy ra ở hành lang Hà Tây không có gì là lạ, quan phủ chỉ thống trị ít thành trì, không thể chiếu cố được vùng hoang vu rộng lớn bên ngoài. Tiêu Ngọc Hoa tuy đáng ghét,
nhưng hắn đoàn kết được người nơi này giúp họ miễn cưỡng còn sống được. Khi hắn và A Phàm để đi, nơi này không còn ai lãnh đạo nữa, bọn họ không thể chống lại ngoại địch. Mà ở mảnh đất này, nhiều nhất là Mã Tặc, Sơn Tặc, Thứ Sử Sa Châu là ai? Vân Sơ hỏi, Trương Đông Hải ở bên bẩm báo, là Bành Đại Mộc, chỗ dựa là Hứa Kính Tông, không phải người tham lam, ở đây làm tai mắt cho ông ta. Người này đối diện với ai cũng cười, ai tới nhờ cũng giúp, chỉ là giúp xong thì ghi lại gửi cho Hứa Kính Tông. Những lời này rõ ràng là nói thừa quá rồi, Vân Sơ nhíu mày, ai muốn đối phó với Hứa Kính Tông thế, Bách Kỵ Ti ngươi đâu nghe người khác. Vậy là Tả Xuân à? Trương Đông Hải gật đầu xác nhận. Chỉ nghe vậy mà Vân Sơ biết Bành Đại Mộc xong đời rồi, y ngồi xuống đống lửa nướng chân cừu, Trương Đông Hải cưỡi ngựa dẫn hơn trăm người đi. Phương Chính đưa tới không ít lương thực, còn có 7-8 con cừu, một con trâu, không ít muối. Tới nơi nhìn thấy Trương Đông Hải thì răng và vào nhau cầm cập, đó là hậu di chứng sau khi bị Trương Đông Hải bắt lần trước, hắn sợ Bách Kỵ Ti tới tận xương tủy rồi. Đợi khi răng không còn va vào nhau nữa, Phương Chính tới bên đống lửa, đầu kẹp vào giữa hai chân, người vẫn run lên. Người này cơ bản đã bị phế rồi, không dùng được nữa, giống như hắn nói với Vân Sơ ngoài Ngọc Môn Quan, hắn chỉ muốn làm quan ở Sa Châu tới hết đời. Không phải sợ, Đôn Hoàng Lý Thị là hoàng tộc, có người thấy chi này có vấn đề, muốn thông qua manh mối xung quanh để tra tới Lý Thị hoàng tộc, không liên quan tới chúng ta đâu. Vân Sơ trấn an Phương Chính, cứu ta. Phương Chính run run hướng về phía Vân Sơ kêu, Vân Sơ cúi xuống nhìn hắn, khi ta gặp huynh trong nhà lao Bách Kỵ Ti, huynh cũng đâu thảm hại thế này. Lúc đó ta cho rằng mình sắp chết, tất nhiên là không sợ. Không đúng, ta cứu huynh ra, huynh còn hùng hồn nói đi đào vàng chuộc mạng, cuối cùng còn giúp Vân Na xây chùa Kim Phật, khi đó huynh còn chút hào khí. Môi Phương Chính cứ run bần bật, mãi sau mới nói, mấy năm qua, đám tỷ phu luôn giúp ta, giúp được hay không đều giúp. Cho dù ta không thể báo đáp họ, nhưng không thể hại họ, cứu ta với, ta không làm quan nữa được không? Vân Sơ cười, yên tâm đi, đám tỷ phu của huynh đâu phải phường giá áo túi cơm, đã đưa huynh tới Sa Châu thì ắt phải có tính toán rồi. Dù tên Bành Đại Mộc đó có toi đời, cũng không liên quan tới huynh, nói không chừng huynh gặp lại, đám tỷ phu lại hỗ trợ, nói không chừng thành thứ sử Sa Châu. Ngươi nói ta không sao à? Tất nhiên, nếu có thì Trương Đông Hải vừa rồi đã bắt huynh rồi. Dù dính líu tới hoàng tộc cũng không sao à? Phương Chính chưa yên tâm, lần trước Bách Kỵ Ti tới Khang Cư vì thứ sử, nhưng quan viên từ trên xuống dưới đều chết theo. Hoàng tộc gặp xui xẻo hay thứ sử Sa Châu bị tóm cũng chẳng sao, nhưng bắt luôn Sa Châu thì lấy ai quản lý? Đây không phải Tây vực mà có thể tùy ý huyết tẩy. Đừng lên đi, mọi chuyện đều ổn cả. Này, ăn thịt. Vân Sơ vừa nói vừa đưa sâu thịt đã nướng chín cho Phương Chính. Lời của Vân Sơ làm Phương Chính được an ủi lớn. Nhận lấy sâu thịt ăn, vừa căn một miếng đã chạy mất, đi vào sâu trong rừng, lát sau quay ra, mặt thư thái hơn nhiều. Các bạn đang nghe chuyện Đường Nhân Đích San Trác của tác giả Kết Sử 2 tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 870, Thần Đèn của Vân Na. Khi Phương Chính đi nghỉ ngơi thì Ôn Nhu mang vẻ mặt bơ phờ tới bên đống lửa, ném văn thư cho Vân Sơ. Hai năm qua chúng ta ở Tây Vực, tin tức phần nào bế tắc, xem hết công bao với quân báo mới biết, bây giờ làm quan khó quá. Vương Sơ mượn đống lửa xem một hồi đặt sang bên, ta nghĩ bệ hạ chủ động khơi lên phong ba là để mọi người khẩn trương. Không còn tâm tư nghĩ lung tung nữa, tất cả xoay quanh hoàng đế thì thiên hạ bình an. Ôn Nhu vừa ăn thịt vừa chỉ văn thư, thay đổi chức vị quá thường xuyên càng không phải chuyện tốt, khả năng khiến chính sách gián đoạn, tổn thất với thiên hạ càng lớn. Chính trị là tìm điểm cân bằng trong hỗn loạn mà, sẽ đâu vào đó thôi. Vân Sơ không hứng thú với quan trường lớn như Ôn Nhu, thậm chí đại đường nhất thời có tổn hại không quá lớn thì y cũng chấp nhận vì mục đích khác nhau. Ta nhớ trước kia ngươi có làm một bài thơ, ngoài bụi hoa đào đôi nhánh nở, sông xuân nước ấm vịt hai liền. Ôn Nhu nói, cái tên béo thích phá án khứu giác thính hơn cả chó. Hắn nhất định đánh hơi được mùi bất thường, thuận nước đẩy thuyền bị điện hạ ép phải công khai đứng về phía mình, hắn đem tin tức này truyền khắp nơi luôn. Chúng ta về cũng phải công khai đứng bên thái tử rồi. Vân Sơ nghĩ khác, chúng ta vẫn nên gần gũi với hoàng đế. Bệ hạ của chúng ta cái gì cũng tốt, chỉ có điều thiếu tinh thần gánh vác,
ở quá gần bệ hạ không khéo biến thành lá chắn, không thì ma thế mạng. Thế nên gần cỡ nào cũng khảo nghiệm chúng ta rồi, lợi ích chúng ta đem lại lớn hơn thì không sợ bị bệ hạ đem ra làm vật hy sinh. Hơn nữa nhất định không thể vì đứng về phía bệ hạ mà đắc tội với hoàng hậu. Tìm được điểm cân bằng giữa hai vị này là chúng ta an toàn. Ôn Nhu lười nhác vươn mình, vậy là vẫn phải đóng vai quan lại mẫn cán rồi, bao giờ lão tử mới có thể buông thả chút. Vân Sơ dụ dỗ, đâu cần vất vả thế, chỉ cần chúng ta tiến hành tới cùng kế hoạch kiến thiết Trường An tới cùng thôi, cứ nhắm một mục tiêu lớn mà tiến sẽ bớt được không ít phiền toái khi lựa chọn. Dù phải làm huyện lệnh cả đời à, thì làm huyện lệnh cả đời đi, nói ra trong số các chức vị của đại đường, làm gì có nhiều cái tốt như huyện lệnh vạn niên, Trường An. Nhất là khi hoàng đế, hoàng hậu đi Lạc Dương thì không khác gì độc tôn một cõi chứ gì. Ôn Nhu cười rùng rợn, hai người nhìn nhau, có cảm giác núi cao rừng thẳm gặp tri âm. Vân Na, một tay dắt Trác Mã, một tay dắt thiếu nữ Đại Thực, tới bên đống lửa, chẳng chút khách khí lấy ba sâu thịt Vân Sơ tốn công nướng tới cháy cạnh, chia cho hai người kia. Nàng một mình một sâu, vừa nhai nuốt, vừa hàm hồ nói, ca ca, muội mài đèn cả buổi rồi mà không tìm thấy thần đèn Aladdin. Ôn Nhu thấy sâu thịt sắp tới miệng không còn nữa thì hậm hực trêu chọc, muội đi tìm Lý Hoàng còn hữu dụng hơn thần đèn Aladdin. Nghe Ôn Nhu nhắc tới Lý Hoàng, Vân Na cũng hơi nhớ nó. Khi Lý Hoàng còn nhỏ, nó là đối tượng để cho Vân Na đánh, chẳng biết từ khi nào nàng không đánh được nó nữa, cuối cùng bị nó đánh. Vân Na không nhớ lúc mình đánh Lý Hoàng có nương tay không, dù sao Lý Hoàng đánh nàng, gậy dơ rất câu, cuối cùng đánh lên người chẳng đau gì cả. Không giống tẩu tẩu, lúc nào cũng đánh thật, đánh bôm bốp chẳng biết thương xót gì. Lý Hoàng trừ cố ý biến bản thân thành bộ dạng nghèo rớt ra thì cái gì nó cũng có, dù nó không có thì nó mở mồm ra là có. Bây giờ Vân Na hiểu chuyện hơn nhiều rồi, không đơn thuần như trước kia nữa. Nên nàng nghĩ Lý Hoàng khống chế trạng thái nghèo khó của nó chính là để kiềm chế lòng tham. Đại đường đã có một con rồng vàng bay trên trời đạp mây ban mưa, bên cạnh còn có một con rồng cái, Lý Hoàng là con rồng nhỏ phải ngửa đầu lên nhìn, nịnh nọt hai con rồng lớn cường đại. Có điều nó vẫn là con rồng, khi lớn lên bầu trời sẽ là của nó. Vân Na nhớ lại bộ dạng của Lý Hoàng, thật lạ, nàng chẳng nhớ hình dáng thật của nó thế nào, chỉ nhớ bộ dạng ấp úng của nó khi vay tiền mình. Nó là một con quỷ nghèo. Vân Na tổng kết lại, sau đó tay nhanh như cắt lấy sâu thịt ca ca vừa nướng chín, thịt cừu ca ca nướng lúc nào cũng ngon. Kỳ thực so với thịt cừu, ca ca làm thịt hạn thát còn ngon hơn, vị ngon thấm vào linh hồn nàng. Nàng mãi mãi không quên khi miếng thịt hạn thát vào miệng, tan ở yết hầu, cuối cùng biến thành nước, nuôi dưỡng nàng. Đại phi không chịu đi theo muội. Vân Na tư duy nhảy cóc huých vai ca ca một cái, buồn bã nói, Hoang Mạc mới là nhà của nó, Trường An không phải. Vân Sơ trả lời một câu hai ý, y biết Vân Na không chỉ nói tới con hạn thát đại phì, còn cả Tắc Lai Mã. Nghĩ tới Tắc Lai Mã là Vân Na bực bội, nàng thấy mẫu thân là đầu ngốc, không chịu nghe nàng về Trường An, nên nàng không còn tâm tình ăn uống nữa kéo tiểu cô nương Đại Thực và Trác Mã về lều. Dù thi thoảng có vài chuyện không vừa ý, nhưng về cơ bản Vân Na thấy mình sống rất hạnh phúc, muốn nghe hát thì Trác Mã dùng chất giọng thuần như tuyết sơn hát cho nàng. Muốn nghe chuyện, cuốn sách hình người kể cho nàng nghe đủ các câu chuyện mê hoặc về vương quốc trên sa mạc, trên thảo nguyên, hải đảo. Nàng thấy mình chẳng còn thiếu gì nữa, nên không cần thần đèn Aladdin gì đó, nàng cần gì sẽ tìm ca ca, đó là thần đèn của nàng, chẳng cần gọi ra con yêu quái chọc đầu dọa người khác. Từ Ngọc Môn Quan tới Đôn Hoàng chỉ, mất 200 dặm, Vân Sơ dẫn thương đội đi trong 3 ngày. Vân Sơ không định dẫn đại đội nhân mã vào Đôn Hoàng, nơi Trương Đông Hải phá án thì chẳng có gì hay mà xem, dù có cũng bị phá hết rồi. Thân là sủng thần của thiên tử, Vân Sơ có nhiều chỗ tiện lợi, vì được hoàng đế tin tưởng, sự tin tưởng đó biến thành quyền lực của y. Trong thời đại con người dựa vào đạo đức ước thúc, triều đình quản lý quan viên rất lỏng lẻo, yêu cầu lại thấp, vì thế Vân Sơ vừa nhảy nhót hoan hỉ vừa lo lắng. Hoan hỉ là vì y có thể làm gì tùy thích, có thể vận dụng quyền lực tới cực hạn. Nhưng chắc chắn không chỉ y làm thế, Vân Sơ thấy mình là người biết khắc chế, có giới hạn đạo đức, không đi quá xa, nhưng người khác thì sao? Một hai người lạm dụng quyền lực không đáng kể, nhưng nếu số lượng quá nhiều, chính quyền sẽ sụp đổ. Phải biết rằng thuyền lớn chìm, chuột trên thuyền cũng chết sạch.
Các bạn vừa nghe xong tập 87 của bộ truyện Đường Nhân Đích San Chắc của tác giả Kết Sử 2 tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.